Tới rồi hả bảy? Đó. Cây đó đó chịu không? Cây đó kìa. Đó. Đâu, cây này nè. Không trời đâu mà em có gì đâu. Hello. Không, chỉ có hồi sáng giờ là không có tưới đó, bị biết đào đó, chứ không tưới ngày nào cũng tưới đó. Còn không thôi, chứ đâu có gì đâu. Đâu sợ bứng không nổi chứ, cho cây này là quá trời ngon rồi, uh-huh. Đòi gì nữa. Con gì trời? Con rầy gì đó. Nè. Ăn được rồi nè. Ừ. Cái này là mãng cầu Việt Nam đó. Ừ, thấy dòng thấy đẹp quá. Trời, tại sợ tôi kỹ cái vụ này. Ông nội ơi, tôi là tối kỹ cái vụ đó. Cái này là để cho mấy mẻ nó cắt cỏ, nó quánh, nó đừng có bứt vô. Đó, cái đằng kia kìa. Ờ, cây đó có trái. Cây đó là có trái già hơn người ta bây giờ ăn được rồi đó. Ủa, sao đâu nhận lấy thùng đâu? Ủa? Đây nè, thùng nè. Sao nói là ở đây có thùng? Nè, thùng nè. Nhiều năm rồi. Năm sáu năm vậy nó nằm đó đó. Quá trời cưng mà. Có bỏ thêm con nào mà không có gì không? Không, chỉ có cái nước nó nhiễu nhiễu tỏn ngay đó hoài vậy thôi à. Cái hệ thống nước lọc trong nhà đó. Rồi cái nước thải thay vì mà cái đường ống đi xuống cống mình nối ra ngoài đó. Rồi đi vòng qua đây nào. Qua đây nè. Coi. Rồi đi vòng qua đây. Chào em không? Im bây giờ ra chỉ cần người tiếp nữa bứng nó lên dễ lắm. Coi chân gãy đọt á. Chạy chiếc xe kia mà nó tưởng đâu là cái chiếc xe đi chở hàng. Ờ thì sáng không đến nổi đâu. Không, cây này trồng sống bảo đảm. Ừ, sống. Rễ còn đủ mà. Đủ nhiều lắm. Rễ nhiều. Rồi bọc ni lông lại để coi nó. Đó. Cái lỗ này là sẽ thả cây kia xuống sao. Cây nào cũng có một cây nhãn nhỏ mấy chiếc. cái này cha, cái hột nhỏ lớn, hột nhỏ chứ sao lớn. Đây là loại tốt mới trồng chứ. Rồi vậy là ok quất rồi đó. Không sao đâu. Về đó em xuống ha, em đừng có tiếc cái này cắt bỏ. Rồi. Em ừ. Thì em là vậy không á? Tại vì tôi cho nó 6 cây. 6 cây bưởi hả? Đây nè, muốn bẻ thì đi ra bẻ cây ngoài nè. Nó cũng thử à.
nè nụ con coi cái bưởi của ta nè, ở dưới gốc nó trống trơn nè, trên nó mấy còn nhà mình nó gốc nó bày nhóc quá trơn nha, xuất huyết bao tử không hay hả? Mã mã cầu mà loại giống gì vậy? Chắc chắn dở thôi. Từ tại dở gì mà trái bự ha. Trái bự rồi. Ờ vậy được coi. Mà ngọt không? Ăn là người ăn. Ok vậy không mà cái mà năm nay trình cả trăm trái luôn á. Ừ. Ừ. Nó nheo quá trời. Trời mới ăn non hồi. Mà cái nó thấy cái cây này nó có ai trời giống thơm mà mát nghe. Cái hai cây này cũng dữ lắm nhưng mà nó thằng phức. Không biết sao mà có. Không biết sao mà lá nó cũng thế này. Nè. Trời nằm giống còn sướng sướng hơn nhà. Nó chính nó vàng mà cái này là của đợt năm ngoái là mấy đứa nó không có bẻ để nguyên tới giờ nè 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 cho dân coi trái nhãn nó bự thì gần như gần gà nè.
Trái nhãn lớn gần bằng cái trứng gà. Yeah.
hậu đi nhiêu đây làm một ngày chứ. Cái gốc này ha. Cái rễ nó ăn lòn lên đây. Đây nè. Rồi đây nè. Ở dưới này nó lên nó thành cây nữa nè. Đó nó. Rồi anh mới vừa chiết thả vô thùng đây nè. Đây nè. Đây nè. Cái này cây mãng cầu sim Việt Nam mình, mãng cầu gai á. Vậy anh không có cái cây sapoche hả? Có nè. Đâu? Nè. Mà mấy năm rồi? Đầu 4 5 năm rồi, năm nào cũng mười mấy trái rồi. Thank you for watching!